Tuh, wah, aduh. Hôm nay sướng em ơi. Hôm nay về nhà em sướng lắm nhá. Chị bán được nhiều quả to, chị bán được tiền á. Hôm nay bán được nhiều tiền đấy. Bùn đấy, lấy ở bùn về ấy. Ui à, ngon đấy nhỉ. Lấy cho hai con này, một túi không? Lấy về bán nhá. Ăn được gì nào? Cá đi chú ơi. Cá không? Cá bán như nào chị? Đấy, cá tre, cá vừa đi bắt về ở bùn, bắt ở bùn. Bán như to nào? Lắm. Con bao nhiêu? Con lấy bằng con này tiền. Không có cái gì được đâu. Mà con chạy lên chạy ăn. Ok.
chị bán được nhiều cái chị bán tiền nhiều này. Tiền này. Bán chị bán thôi. Tiền này. Chị lấy chắc. Chị lấy tiền chắc đây. Wow. Hôm nay bán được tiền nhiều hết. Đi cắt đấu. Chị thay quần áo đã. Đấu á. Đi ạ, lên đây ạ, đi.
Chị ăn cơm, chị nấu cơm.